Số kẻ giúp tôi ký chương 8. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng: Hãy đi ra mắt Pha-ra-ôn và tâu cùng người rằng: Đức Giê-hô-va có phán như vậy, hãy tha cho dân ta đi để chúng nó hầu việc ta. Nếu ngươi không cho tha đi đi thì ta sẽ giáng tai nạn ếch nhái khắp bờ cõi ngươi. Sông sẽ sanh đông đúc ếch nhái bò lên vào cung điện phòng ngủ và trên giường ngươi, vào nhà đầy tớ và dân sự ngươi, trong lò bếp cùng nơi nhồi bột làm bánh của ngươi. Ếch nhái sẽ bò lên mình ngươi, lên mình dân sự và mọi đầy tớ ngươi. Vậy Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng: Hãy truyền cho A-rôn rằng: Hãy cầm gậy giơ tay ra trên rạch, trên sông và trên bào, khiến ếch nhái tràn lên xứ Ai Cập. A-rôn giơ tay mình trên các sông rạch xứ Ai Cập, ếch nhái bò lên lan khắp xứ. Các thuật sĩ cũng cậy phụ chú mình làm y như vậy, đặng khiến ếch nhái bò lên xứ Ai Cập. Pha-ra-ôn bèn đòi Mô-xe và A-rôn mà phán rằng: Hãy cầu nguyện Đức Giê-hô-va để Ngài khiến ếch nhái cách xa ta và dân sự ta, thì ta sẽ tha dân Hebrew đi tế Đức Giê-hô-va. Mô-xe bèn tâu cùng Pha-ra-ôn rằng: Xin hãy định chừng nào tôi phải vì bệ hạ đầy tớ cùng dân sự bệ hạ mà cầu khẩn Đức Giê-hô-va để trừ ếch nhái lìa khỏi bệ hạ và cung điện chỉ còn dưới sông mà thôi. Vua đáp rằng: Đến ngày mai, Mô-xe rằng sẽ làm y theo lời, hầu cho bệ hạ biết rằng chẳng có ai giống như Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng tôi. Vậy ếch nhái sẽ lìa xa bệ hạ, cung điện tôi tớ cùng dân sự của bệ hạ chỉ còn lại dưới sông mà thôi. Mô-xe bèn và A-rôn bèn lui ra khỏi Pha-ra-ôn. Mô-xe kêu cầu Đức Giê-hô-va về việc ếch nhái mà Ngài đã khiến đến cho Pha-ra-ôn. Đức Giê-hô-va làm theo y lời Mô-xe. Ếch nhái trong nhà, trong làng, ngoài đồng đều chết hết. Người ta dồn ếch nhái lại từ đống và cả xứ hôi thối lắm. Nhưng Pha-ra-ôn thấy được khỏi nạn, bèn rắn lòng, chẳng nghe Mô-xe và A-rôn chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng: Hãy truyền cho A-rôn rằng: Hãy giơ gậy anh ra, đập bụi trên đất, bụi sẽ hóa mũi khắp cả xứ Ai Cập. Hai người làm y như vậy. A-rôn cầm gậy giơ tay ra, đập bụi trên đất, bụi liền hóa thành mũi. Bô người và súc vật, hết thải bụi đều hóa thành mũi trong xứ Ai Cập. Các thuật sĩ cũng cậy phụ chú mình làm như vậy để hóa sanh mũi, nhưng làm chẳng đặng. Vậy mũi bô người và súc vật, các thuật sĩ bèn tâu cùng Pha-ra-ôn rằng: Ấy là ngón tay của Đức Chúa Trời. Nhưng Pha-ra-ôn cứng lòng, chẳng nghe Mô-xe và A-rôn chút nào, y như là Đức Giê-hô-va đã phán. Kế đó Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng: Này, Pha-ra-ôn sẽ ngự ra nơi mé sông. Ngươi hãy dậy sớm đi ra mắt người mà tâu rằng: Đức Giê-hô-va có phán như vậy, hãy tha cho dân ta đi để chúng nó hầu việc ta. Vì nếu ngươi không cho đi, này, ta sẽ sai ruồi mòng bu nơi ngươi, quần thần dân sự cùng cung điện ngươi, nhà của người Ai Cập đều sẽ bị ruồi mòng bu đầy và khắp trên đất nữa. Nhưng ngày đó ta sẽ phân biệt xứ Gô-sen ra là nơi không có dân thợ, không có ruồi mòng, hầu cho ngươi biết rằng ta Giê-hô-va có ở giữa xứ. Ta sẽ phân biệt dân ta cùng dân ngươi, đến mai dấu lạ này tất sẽ có. Đức Giê-hô-va bèn làm y như lời. Vậy trong cung điện Pha-ra-ôn, nhà cửa của quần thần người cùng cả xứ Ai Cập đều có ruồi mòng vô số, đất bị ruồi mòng hủy hoại. Pha-ra-ôn bèn đòi Mô-xe và A-rôn mà phán rằng: Hãy đi dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời các ngươi trong xứ. Nhưng Mô-xe tâu rằng: Làm như vậy chẳng tiện, vì các của lễ mà chúng tôi sẽ tế Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi là một điều gớm ghê cho người Ai Cập. Nếu chúng tôi dâng của lễ gớm ghê trước mắt người Ai Cập, họ há chẳng liệm đá chúng tôi sao? Chúng tôi sẽ đi trong đồng vắng chừng 3 ngày đường, dâng tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, y như là Ngài sẽ chỉ bảo. Pha-ra-ôn bèn phán rằng: Ta sẽ tha các ngươi đi dâng tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi,
ở nơi đồng vắng, nhưng đừng đi xa hơn, hãy cầu nguyện cho ta với. Môi-se tâu rằng, này tôi sẽ lui ra khỏi bệ hạ, cầu nguyện Đức Giê-hô-va cho ngày mai, rồi mong sẽ lìa xa Pha-rô-ôn, quần thần và dân sự người. Nhưng xin Pha-rô-ôn chớ cứ gạt chúng tôi mà không tha dân sự đi dâng tế lễ cho Đức Giê-hô-va. Môi-se bèn lui ra khỏi Pha-rô-ôn và cầu nguyện Đức Giê-hô-va, ngài làm y như lời Môi-se, rồi mong lìa xa Pha-rô-ôn, quần thần và dân sự người, không còn lại một con nào. Nhưng lần này Pha-rô-ôn lại cứng lòng nữa, không cho dân sự đi.